Hello chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video theo mình. Nay mình sẽ chiến đấu với số 4 là 76 củ nhá. Nay làm ca đã rút anh em ạ. Cũng tích trong vài ca mình sẽ rút rồi. Nay làm ca là mình rút. Chơi bộ môn này quan trọng anh em thì con game vi tính về làm rút này. Và cầu kéo anh em bắt được có lãi anh nhá. Còn con game PV7 này chơi khá lâu rồi, mình rút đến to với này rồi. Rất là yên tâm khi để số 4 là 76 củ ở đây. Chơi trong 1-2-3k rút anh em. Hay số 4 tầm được 8 đi hoặc 9 chục đi. Mình rút 4 chục ra, 1-2 chục rông gạo hàng ngày em nhá. Bây giờ làm gì thế đâu, anh em có 4 không anh em. Ok, tập trung vào bản game nhá. 13 lịch sử này, hay là chục cầu lịch sử anh em. Tay đầu nhá, check xem một hai tay đầu thuộc kèo như nào. Ok, chuẩn xỉu anh em. Ông làm một màn cầu 1-2-2-1-2 này rất buồn hả ông em. Dính hai tay cổ lừa. Ok, check qua đường cầu nhá. 8-13 nghịch xỉu này. Check cầu kéo kỹ anh em đi xuống tiền anh em chưa anh em đừng có check bộ xịt vàng đấy. Cái đỏ đen này anh em rất là dễ thua. 7. Ok, chốt vào một tay xỉu đi anh em. 8-5 này ok, set qua được cầu thì mình chốt vào một tay xỉu này. Chốt vào 6 củ này nhá, 4 củ càng được. Còn anh em mà cái này bộ môn này không phải là 100% là thắng ở đâu, lúc nào cũng là tự tin thế là rất là dễ thua đây. Bay này rồi anh em, vừa nhắc đến từ thua bắt đầu đi luôn anh em. Thua mất 6 củ nhá, 76 củ, tôi cố gắng câu lại anh em ạ. Môn này nó thật ra anh em mà chơi là có thắng có thua, quan trọng anh em phải nói chung là giữ được bình tĩnh khi thua. Nhưng mà công thức quá cầu kéo nó chỉ là bổ trợ một phần nào thôi, quan trọng nhất là cái lòng tham của anh em. Đấy, thì anh em quan sát đây, có một mặt tài mà xỉu đó nó 50-50 rồi. Đấy, công thức được gọi là mình từng chơi những đường cầu mình từng đi rồi thì anh em nhớ được thôi. Còn như để mà đến sự tung hack các kiểu mấy thằng lừa đảo kiểu nói đấy, nó bảo bán cho anh em cứ kiểu có tung các kiểu có anh em. Anh em nào đang tin vào tung hay là phần mềm can thiệp nào về chơi cái này thì anh em cũng đi cũng có đấy. Vào nốt tay đi, 15 củ anh em ạ, căng này luôn, này là bút để chốt lãi được 9 củ. Ui dồi, này này sao mà xịt được anh em, cũng 9 củ đây này nhá. Quá rực rỡ của anh em, anh em sẽ đi theo với cách chơi 200 cầu mình chuẩn bị đứng tiếp mình đang đi xé luôn nhá. Nước. Chơi bộ môn này phải bình tĩnh nào anh em, vàng đi luôn. Ok nhá, tập trung vào check cầu kèo, vừa làm uống nước. Lấy lại nền giọng 12 này, 6-18 trận tài nhá. Tài này dính vào một lừa luôn, tài này không kết thì mình nghỉ nhá. Tài này mình nếu mà mình chốt vào mình sẽ vào tay xỉu anh em ạ. Ok anh em cùng mở bát, tài này có phải về xỉu không, tài này nghỉ tay nhá. Nét chưa, ui dồi về tài này. Mình sẽ cầu 33 anh em ạ. Ok, sẽ cầu anh em nhé. Lãi là 9 củ rồi. Check qua 10 tay luôn đâu. Loạn cầu ra anh em ạ. Có bắt được cầu là toang luôn. 11 này, 16, 17 bị xỉu này, 11 về xỉu này, ok. Chốt vào một tay xỉu, theo cầu cầu và xỉu kia anh em nhá. Và nhẹ nhàng cái này 3 củ.
Ok, anh em chờ một bát nhá. Ok, được chỉ tiêu lãi luôn rồi anh em. Ui, chân này thì lấy đâu ra mà xin rồi anh em. Quá rực rỡ luôn nhá. Quá rực rỡ luôn, mình lãi được 12 củ rồi. Chịu phế chắc là còn được rồi. Cái gì nhỉ? Chưa kịp xác nhận anh em ạ, quên mất xác nhận cược. Có khỉ. Không sao anh em nhá. Chúng ta có lãi chính củ. Mấy lần nào mình nói chuyện phân tích cầu kèo anh em quá, mình cũng bị vài lần rồi. Một tay mình vào, một tay hồi tài anh em nhá. Bánh công năng mang, nhanh rút gọn anh em ạ. Vào tài một tay 6 củ anh em ạ. Tay rất là ngớ ngẩn luôn, mà tay đấy mình vào có 3 củ thôi. Trường hợp mà thắng, mà thua thì mình đỏ quá hiểu không, đừng có chơi ở đen như vậy anh em nhá. Mình chơi thì phân tích cầu kèo, tay nào kết thì vào mạnh, mà tay nào không kết thì mình có thể nghỉ. Không kết thì mình theo cầu nhẹ nhàng anh em. Ôi, anh em ấy biết rồi, điểm của anh em ạ. Đấy 6 củ nhá. Tay rồi. Trước thì không phải khoe với anh em mà đánh rất là căng luôn. Vào tay một củ anh em nhá. Game bắt anh em rồi. Bóng rồi, bóng rồi, thành công anh em nhá. Giờ số 4 này lên 88 củ rồi. Tiêu mình bảo đặt lên để lên 90 củ lãi thôi. Nên là 8 củ cũng đủ chia lãi rồi anh em ạ. Rực rỡ vào anh em xem video được tiếp mình một like chia sẻ nhá. Đủ chia lãi rồi mình cũng xin kết thúc video ở đây. Hẹn anh em video theo nhá.